Phải cho biết được. Ôi ơi, hello anh em nhá. Sau những ngày bên Trung Quốc thì mình đã quay lại về cái máng lợn cũ rồi. Để công hôm nay mình vẫn sử dụng con sông Hồ uy tín. Cây này là 10 mét anh em nhá. Và buổi công hôm nay thì mình đánh nguyên hạt xả không? Cá mới thả, đánh nguyên hạt xả không? Lưỡi trên thì mình sẽ đánh hạt xả, lưỡi dưới mình sẽ đánh ốc. Và bây giờ bắt đầu chiến đấu anh em nhá. Đi đâu về đấy? Bắt tay gai. Ôi giời, vừa đến chùa hồ và chú đi học bắt tàu à? Đá trước mồm quen. Đánh hồ này thì bắt cá nó khó lắm, nên là nó hơi hoang. Phải cho biết mình là... Ôi giời! Cứ bò đi, cứ bò đi. Ok. Sông Hồ uy tín báo cá nhá. Súng vật nhá. Ôi trời ơi, quá đẳng cấp luôn. Sông Hồ uy tín. Mười tám cân. Ủa to lắm, ủa con này. Anh thề với em luôn, 18 cân. Ủa to lắm, ủa lên một ôm. Thôi cho mày đánh giữ. Chết đi kìa. Bò bằng chết. Coi thường người khác và cái kết để gãy răng rồi. Con gì này? Con bé mà. Ui trời ơi. Có 20 cân thôi. Con hết nhỉ. Đen xì luôn. Đen xì luôn. Ghét hàng hết bà.